Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả năm ơi. Và ngày hôm nay thì sau khi trải nghiệm xét hiệu cốt khoảng hơn gần một tháng thì Khải có nhận ra một điều và cũng như là cái suy xét thì đơn giản thôi anh em ơi. Nói chung thì lúc đầu Khải có tính toán thì cho anh em xem sơ qua thì cái xét đồ Khải như thế này đó, thì Khải sẽ đỡ dưới chân đó, cái dùng đó là dùng bớ nguyệt phất chân với lại thanh âm phần sướng. Thì con em ơi, Khải sẽ có hiệu ứng như sau. Đây cùng xem sơ qua. Đây. Thì Khải sẽ có cho mình đó là lượng không băng 75+4. Đó. Nếu như đầy đủ phi phong này. Nói chung hiện tại bây giờ Khải lên đảo ngày hôm nay á là Khải trải nghiệm đủ hết tất cả hiệu ứng trên người vậy nè. Đầu tiên nói về cái hướng Khải đang muốn hồi trước Khải nói là về cái hướng này là đỡ phòng thủ cho nó cao cao tới đỡ hành mang thiên bàn này. Đó, rồi cũng như là đánh mấy con nghe mi trưởng thì với hiệu ứng là 75+5 kháng băng. Nhưng mà nó bị thọt ở chỗ là không kháng lôi nữa. Đó. Nói chung thì tầm này là Khải đang muốn chuyển về cái xích đồ năm hành, chủng năm hành. Đỡ một là vẫn để đi trưởng phụ bang, cũng có thể là đi trưởng đại hội anh hùng. Với hiệu ứng là 80 chậm, 80 thời gian chúng động. Đó. Rồi với một cây băng sắc nội công 172 để đánh solo nha nè. Đó. Chứ hôm trước Khải đánh solo với cái set đang mặc trên người rồi nè. Thiệt sự á, Khải đánh giá ở cái set đồ này thiệt sự là với hiệu ứng á, thì nếu mà đỡ nói thì có thể ở đây lên được 160 thời gian chúng đọc 40 đó là 80 kèm với cái này 40 là 120, ok chưa? 120 kèm với cái nhẫn này 20 hoặc 30 sao cũng được, thì lên 140 cho nó một hiện tại bây giờ là 120 này, kèm với đây là một trăm rưỡi kèm với thanh âm là 180 thời gian chúng độc. Nhưng mà gặp năm độc với thời điểm hiện tại bây giờ vẫn không đánh lại năm độc này, mà thiệt sự luôn, Khả đánh liên đấu mấy hồi như là solo không thể nào đánh lại năm độc, với năm độc khủng có skin 120 không đánh lại vẫn thua. Cứ vô hai bùa, nó quất hai đam, hai bát độc, rụng, thua. Chấp nhận, thua không chịu nổi nữa mày. Với hiệu ứng kháng độc thì có 44 thì không đánh nổi. Rồi, suy xét về cái hướng sau khi đánh với năm độc không nổi thì Khải suy xét đánh về cái hướng đó là Hướng 165 chậm. Đó, suy xét hướng 165 chậm đây. Hướng này hướng 165 chậm đây. Thì Khải đang có là lượng 25 chậm này và phòng phủ này, cộng với 30 là 50, kèm với này 40 là 90, kèm với này 40 là 130, kèm với cái này 30 thì dân làm chậm nó là 165 chậm kèm với kháng băng 75+3. Nhưng mà vẫn không đánh lại một nghe mi 80 chậm với cây băng sắc nội công 200. Thực sự là không đánh lại luôn em, Khải thích ba biết nhiêu trận này không đánh nổi. Rồi ok. Và sau khi đánh với hướng như vậy thì thiệt sự là Khải hôm nay Khải muốn lên đam. Lên đam để làm gì? Tại vì mình đã tăng trang cái set nô này để mình đánh con nghe mi trưởng. Nhưng mà thực sự là mình lại đánh thua con nghe mi là 85 chậm và nó chỉ có 75+1 kháng băng thôi. Thực sự là đó là Khải đã solo với anh Tùng, nó thật nói nó thì em không rõ chứ. Nó thiệt Khải là giao lưu với anh Tùng vài tuần. Nhưng mà thực sự là đồ đặn như nhau, cơ cả tháo phi phong ra luôn, tất cả đều tháo phi phong ra. Thì con Khải cho là kháng băng 75+2 đi, ok chưa? Rồi con Tùng là 75+1, nhưng mà chỉ có 85 chậm thôi. Bên Khải là 160 chậm, 75+2. Nhưng mà đánh không nổi nè mày, đánh không lại lúc nào cũng thua 40-50 cây đao. Thua là thua ở đâu? Thua là thua ở cái vũ khí. Bên anh Tùng là có cái băng sắc nào cộng 200, Khải này không có. Thì cái hướng của Khải build sẽ đồ như thế này rồi đánh nghe mì á thì không được hiệu quả nữa. Đó. Với lượng kháng băng rồi này nó khi có phi phong 75+3 vẫn không đánh nổi. Thua, chấp nhận thua. Rồi. Bây giờ thì Khải sẽ lên set đồ này cho anh em xem. Để xem set đồ này nó hiệu quả hay không nha nè. Đầu tiên Khải sẽ tay tiềm năng. Đó, set đồ này anh em có tính sơ qua nha. Là 165 chậm kèm với thanh âm. Rồi lượng thời gian động là 120. Nói chung là thời gian động coi như bỏ nè mày. Hôm trước định tăng trang đánh năm độc không đánh nổi thì như bỏ rồi. Nên là bây giờ bỏ luôn cái vấn đề đánh năm độc, gặp năm độc xác định thua luôn nè. Rồi. Giờ Khải tăng
Từng đêm ở đây làm gì? Từng đêm ở đây đỡ có thể đánh đánh với hướng bình sắc. Hướng bình sắc như nào? Đây. Hướng đăng, nói chung là nó thành ở lần này lên đảo là thành hướng đăng, không đánh thủ nữa. Thêm thêm đam, về 80 chậm thôi. Về 80 chậm thôi. Về 80 chậm thôi. Về 80 chậm. Đó. Thêm đam như nào? Hay là thêm đam ở cái vũ khí này. Ôi cái này chưa phát sáng mà. Chưa phát sáng rồi nha. Cái này chưa phát sáng. Ok không sao, bữa nào tính sau. Cái này chưa phát sáng nè. Rồi, nón nè. Diện kháng cả nè. Và ví dụ sau này nếu có biến thì Khải có thể cho Nga My này đi búp vẫn được nè. Vẫn hồi cho búp cho vàng được luôn. Hiện tại bây giờ đây. Vậy nhận kháng bình. Đại kháng bình được lên được móc không? Cái này phòng thủ được 75. Phòng thủ cũng được 75 đó em, không hơi yếu. 25. Cái này 15 là 45. 45 phòng thủ. Đó. Với lại hiệu ứng kháng trên người thì thực sự là cũng được 75. Và kháng bình vẫn được 75 cộng 2 nữa. Khá ok mọi người nhờ. Em thôi. Nhưng mà nó bị mất đi cái chỗ là chỉ còn 85 chậm mà thôi. Và chỉ còn là 80 thì anh chúng độc. Nói chung là xác định gặp năm độc là khó nhai rồi này mà. Bây giờ chỉ muốn là tăng vào hướng đam đó. Lên bên sau nồi công 172. Đỡ kết thúc năm độc nhanh càng tốt. Do đó bây giờ mà đỡ cứ nhai đánh với năm độc nhai là thua năm ơi. Đúng rồi. Bây giờ tính ra thì về xích này thì hiệu ứng vẫn tốt nè. Vẫn giữ cho mình được hướng 75 cộng 1 phòng thủ. Quá đẹp nha. Vẫn giữ cho mình hướng được 75 phòng thủ nha năm. Rồi. Cái thứ hai tiếp theo là vẫn giữ được hướng cho mình 75 cộng 2 kháng bình. Đó. Ok chưa? Tại vì Khải mong cái ấn rồi nè. Ok luôn. Rồi Khải coi cái lượng mana. Khải sẽ mang cái nhận kháng bình 23 đi. Khải có cái nhận kháng bình 23. Đâu rồi. Và xếp hiệp cốt này Khải sẽ chuyển về ngày 10 nha nè. Thế nên em Khải sẽ chuyển về con đường môn. Khải chuyển về con đường môn. Lên được 2 kháng bình nó có thay đổi không? Ok, phải mang 21-30 là được rồi. Gặp năm độc là hên xui luôn á nè. Năm độc là 1 anh 2 thua luôn á. Thì vì tầm này thời gian chúng độc chỉ còn 30-20 là 50. Kèm với thanh âm là 80. Là độc móc 80 giang độc là được rồi. Chứ giờ cứ lên 160 cũng chết nè. Không trước có đánh 160 cũng thua năm độc thì chịu rồi. Không thể nào đánh nổi. Rồi ok. Tính sơ qua đẹp ấy. Quá ok luôn nè mà. Và xếp hiệp cốt này Khải sẽ đưa về lại đường môn. Đỡ đường môn thì em mà đánh. Chứ Khải cùng test con đường môn này. Với cái set 5 hành với 40 chó đánh tống kim không nổi luôn em ơi. Ra đứng vào tranh toàn đơn người. Toàn đơn người chết, toàn đơn người chết, toàn đứng hình chết thôi. Không làm được gì. Rồi ok. Cái đó là cái hướng được Khải test, được Khải đánh con em My. Có thể là vừa đi búp và vừa đi đam. Đó, xem này có biến Khải có thể đi búp về vì đi búp như nào. Ok, ví dụ giờ có biến đi. Thì Khải sẽ giữ cho mình là bao tay chậm 40 và Khải sẽ thay cái nhận khăn lôi vào. Đây, Khải sẽ bỏ khăn lôi vào. Hiện tại hiệu ứng kháng đó là khăn lôi 75. Khăn lôi 75. Ok, bây giờ Khải sẽ bỏ cái nhận khăn lôi 27 vào. Và ngồi bỏ khăn lôi 29. Thì Khải sẽ được khăn lôi 75 cộng 3. Để đi búp, nếu có biến cái này là tình thớ cấp bách. Còn biến thì Khải có thể đưa con này về đi búp vẫn tốt nè. 75 cộng 3 khăn lôi. Ok. Quá ok luôn nha. 75 cộng 3 khăn lôi. Rồi, dạ thôi. Và với hiệu ứng 75 chậm. Không biết 75 chậm như thế nào. Áo nó bù lại áo phục hồi 48. Kèm với này thì được móc 68. 67 phục hồi. Nói chung là đặt móc 67 phục hồi cũng khá là tốt rồi. Không lên nổi móc 74. Nếu lên móc 74 thì phải hai kỹ năng vốn có nè. Thêm hai kỹ năng vốn có nữa thì mới lên được móc 74. Khá có test rồi. Rồi. Tương đối đẹp. À, còn nếu không ổn thì có thể thêm một cái nhẫn thôi. Bỏ cái này làm chậm như búp. Nó vẫn được 75 cộng 1. Đó, 75 cộng 1. À,
đường đây thì không bên này, không có là mất không bên. Nếu mang khăn lôi hoàn toàn thì mất khăn bằng chỗ của đây lưng. Ai xa, hiểu rồi. Nếu vậy là không ổn rồi. Giờ khai sẽ mang lại khai sẽ mang khăn bằng dòng 1. Đỡ có thở mình thì thở đi và ra vào. Lưng khăn bằng dòng 1 hiện tại khăn đang có 29. Có cái 19. 19 chỗ này vào. Đang cùng 2, ok rồi đó. Đang cùng 1. À, đỡ mình nói thì khăn băng 25 với 19 nó cũng không hơn được bao nhiêu đâu. Nó vẫn giữ cái móc là như cũ thôi. Rồi ok, hiểu vấn đề rồi. Bây giờ thì Khả sẽ không cần cái khăn băng quá nhiều. Khăn băng cộng 1 này, cộng 2 này. Ok nè, hiểu. Nên là không cần cái lưng 25 này mà. Không cần cái lưng 25. Mang 19 với 23, với 21 này kèm với ấn thì vẫn đạt 75 cộng 1. À, nhảy lên được 75 cộng 2. Vẫn là nhảy được 75 cộng 2, ok rồi đúng không? Vẫn nhảy được 75 cộng 2 là ok rồi. Bây giờ có bỏ cái này vô, 25 đi. Thêm 6 điểm thì nó không nhảy nổi 75 cộng 3 nữa. Đó. Vẫn không nhảy nổi 75 cộng 3 nên cũng không cần thiết lắm. Nên là Khải nghĩ đây lưng 19 sinh lực nỗ lực này nó vẫn ok. Thêm được 50 nỗ lực. Đây lưng này có 100 rồi. Đó, cái này là lên tết đồ là trọn vẹn luôn đó. Đó. Rồi. Với lại được một chỗ là cái này kháng băng dòng 1 á. Khải có thể thay cái ngọc bội kháng lôi này vào thì nó vẫn giữ được cái kháng băng của 19. Đó. Và thay nhẫn kháng lôi này vào thì Khải vẫn được khá là đẹp. Đó. Này là bút vẫn ok rồi nè. Lúc nãy cái đai lưng này dòng 2 á thì thay vô thì nó không kích được dòng 2. Ok rồi. Quá đẹp. Rồi, sau khi suy nghĩ là bằng set đồ này là chuẩn rồi nè em ơi. Rồi, set chính là 80 chậm, 80 thời gian cũng đọc. Đó, có biến thì mang nhận khăn lôi này vào. Nếu đi búp thì mang nhận khăn lôi này vào, không mang khăn băng cũng được. Đó, nếu đi búp thì mang nhận khăn lôi này vào. 15 cộng 1. Đó, mang thêm ngọc bội thì lên 75 cộng 2, 75 cộng 3 cũng khá ok nè. Nếu có biến á, thì đi cũng này cũng được rồi. Rồi là lấy cái lấy con ngựa ra thử nó như thế nào. Lấy con ngựa ra. Ôi, lấy con ngựa ra hơi canh nha. Lấy con ngựa ra thì lấy con ngựa kháng cảnh đâm ra. Ok, vẫn giữ được 75 cộng 1. Vẫn ok nè. Lượng không bắt những này vẫn đỡ đi giao tranh với ngày 10 khác được nha. Đó. Vẫn lên 75 cộng 1, ok. Rồi. Đâu nào. Vẫn 75 cộng 1, ok ok. Nếu như trong tình thế mình không có phi phong kháng cả 10, mình mang phi phong kỹ năng thì vẫn giữ hướng cho mình được 75 cộng 1 kháng hàng nha nè. Ok nha nè. Ok đấy. Tính xe qua vẫn ok đó nè. Đó, tại vì Khải đang có skin 120 nè. Nên là đỡ 120. Rồi. Tính ra là vẫn tốt. Con ngựa này thì có thêm thì càng tốt, không thêm thì thôi cũng sao nè. Nhưng mà có thì càng tốt nè. Đó. Thì nếu tháo ra thì vẫn ok. Ba ngựa vô. Được 69. Đủ đánh với thiên bang. Đủ đánh với thiên bang nè. Tầm này đủ dư sức đánh thiên bang. Thiên bang tại vì mình đánh thiên bang mình câu đam nè. Không có gì phải ngại cả. Nói chung Khải đầu tư rồi, Khải giao anh em khắc cộng anh em ơi. Chứ Khải chơi rất nhiều ạ. Nga mi, đường môn, đủ thứ, con nào cũng khá là nhiều tiền, không biết đâu nè. Rồi, đẹp rồi nè. Sao mình này nó nhảy. Nhưng em nói cũng đúng, cho một ạ thì nó sẽ đầu tư về một ạ nó sẽ khỏe hơn. Còn tầm này, giờ Khải lên set đồ này cũng mất mớ tiền nè, không rẻ đâu nè. Nói cái nón định quốc này không là hơn 1 triệu rồi, cái áo này cũng vậy. Đó. Đồ đạc thì Khải có sẵn rồi. Gia truyền này bèo lắm, phải gần 1 triệu hơn. Sợ mua không nổi nữa. Không ai bán đâu nè. Mấy này thì rẻ. Nhẫn này hồi trước Khải mua 1 triệu nè. Nhẫn này mua 1 triệu nữa nè. Đó, ít đâu nè. Cứ 15-20 kim một món nè. Còn những món đồ thừa này đưa lại đường môn. Đường môn sẽ lên là sẽ đồ đẹp. Rồi, tương đối đẹp. Như này bên này.
đó là có thể đi solo đại hội anh hùng, đi solo cũng như là đi phụ bang, có thể xử lý hai vấn đề. Còn con chiên búp thì khác rồi nè, chiên búp bên này phải có con chiên búp rồi. Chiên búp của Khải là phòng thủ 75+2, không lo 75+6 lận đâu. Con chiên búp của Khải không phải nói nè. Còn con này là chỉ khi nào có biến thì đưa em vào phụ thôi. Chơi nhiều hoạt thực sự là đam mê ở đây là vừa đi solo rồi vừa phụ bang, nói chung là cách cứu nè. Chứ không phải ai rảnh chơi nhiều hoạt làm gì. Tầm này một hoạt này giờ đi bán là hơn chục triệu một hoạt, ít đâu nè. Nội cái xác này mắt ra lông mà tại tiền kinh cũng đã, anh em mua gì cũng đã 10 triệu rồi nè. Cũng đã mua gì đã 10 triệu rồi. Chưa tính đồ á. Với lại thiệt sự là chơi một ạc hoài nó cũng chán nữa. Nên là Khải lần này vừa rồi Khải đầu tư nghe mi mua ạc rồi lên đồ này nó mất mớ tiền nữa. Con đường môn tầm này thiệt sự là mà đỡ mà nói lên đồ đẹp và xét đồng bang. Xét đồng bang tầm này 20-30 triệu bộ xét thiệt sự là mua không nổi nữa. Không đủ tiền mà mua nổi. Với điều kiện của Khải này mua xét đồng bang gần 30 triệu thì không mua được. Không thể nào mua được xét đồng bang đó. Server này đồ rất là mắc. Chứ không phải em cứ nghĩ 1-2 triệu cũng xét đồ đơn giản là nó quá bình thường. Rồi bây giờ Khải sẽ tăng thêm lượng đam. Như thế này quá ok này. Chưa tính vi phong ấy. Cái này lên được tay của vi phong kỹ năng một cấp nữa là quá ngon. 99. Ok Khải test cái này là Khải tăng giảm bớt thanh âm lại. Khải cũng không cần nhiều lắm đâu. Khải cố gắng đạt cái thanh âm lên móc 67 thôi. 67 là đặt móc của Khải đang đờ ra này. Thanh âm móc phục hồi. Tầm này ai cũng giao cho anh em công hoạt động phụ này nọ nên là làm rất nhiều ạ. Móc phục hồi 67. Cố gắng lên móc 67 là ok nha nè. Tăng bách trưởng trước nè. Phát sáng à? Để Khải xem nữa. Phát sáng. Phát sáng chỉ có phát cái kích là đẹp thôi. Quên phát sáng cái... Sau khi Khải có test thì không lên nổi 64. Không lên được 74 nha nè. Muốn lên 74 thì cái chỗ bớt nguyệt này phải 11 điểm. Và kèm với phổ độ chúng sinh phải 7. Kèm với thanh âm phải mát thì mới lên được 74 nha nè. Nên là Khải không tính được 74, bây giờ Khải chỉ tính được móc 64 rồi nha. Móc 67 chứ. Móc 67 thôi. Để tăng hết đam, rồi chúng ta gì móc 67 thôi. Tăng full đam trước rồi đó. Móc 74 thì có thể lên được nè. Nhưng mà phải thêm được khoảng 7 điểm kỹ năng nữa. 7 điểm kỹ năng nữa để tăng vào cái phổ độ chúng sinh. Và một điểm bớt nghiệp phát trần lên 11 sẽ lên được 74 nha. Tại vì cái áo Khải có 48 rồi. Nếu áo 49-50 thì dư sức nè. 49-50 thì nó là thêm là dư sức. Lúc này có test thì thiếu một phục hồi. Nhưng mà không sao, tầm này thiếu điểm quá. Lấy móc 67 là ok rồi. Rồi, mắt đam trước rồi đó. Rồi, đánh giờ đánh búp nè. Mùa thứ 10 nè. Tại vì bớ nguyệt đang 10 là mùa thứ 10 nè. Rồi lái kháng tất cả nè. Đó, lên 15+2. Rồi, hiểu đâu bây giờ thanh âm. Đánh nè. 48. 48 với cái này 3 là 51. 51 cái này 10 nữa 61. 61 là thiếu 6 điểm. 1. Rồi, tính lại nha nè. Khải sẽ cho xây bớ nguyệt và thanh âm. Bớ nguyệt sẽ phục hồi được bớ nguyệt sẽ phục hồi được là 3 từ kháng tất cả kèm với thanh âm 16 là 19. 19 kèm với cái 48 này đặt móc 67 nha nè. Đó, đặt móc 67 ok chưa? Đặt móc 67. Rồi. Tương đương giờ thôi. Bây giờ mình sẽ tăng cái này một điểm cho lên ít máu. Khi hôm này nó lên 11 kêu thì nó lên được một tí. Rồi. Cái này đang 23, chưa được đẹp lắm, cho lên 25 cho nó tròn đẹp nha nè. Rồi. Xong. Đặt móc 67. Rồi bắt đầu tăng đam.
Và lượng máu nhiều rồi, mới như này máu được nhiều, 4k, 7k, 8k, được thằng này máu hơi ít nữa, được chỗ này máu 8k rưỡi, tăng thêm đam, 200 đam, 5k4, 5k4, thì mà 9, 18, 5k rưỡi đam đây. Rồi, chưa tính phi phong kỹ năng còn 5k rưỡi đam. Máu còn 8k mấy. Ổn không nè. Ok vậy. Bớ nghiện sẽ sống 100. Máu không đủ 10k nha. Tại vì Khải không có chơi về hướng thanh âm. Bên Khải không có chơi về hướng sen. Tại vì sen Khải đi theo bớ nguyện á. Nên là sen Khải được 10 thôi. Này tên lên đam như nè. Tên thả đam khá nhiều anh nè. Tên 300 đam đó mọi người. Tên 300 đam nó không biết đâu nè. Này cao vũ khí này mà là 170 mấy đam. Rồi tính lại rồi. Tính ra, ủa, mình mang băng sắc nội công mà nó không lên được bao nhiêu điểm đó ta. Tiếp lại coi nè, tiềm năng nè. Khả lấy cái này ra coi. Sao là không lên cây cái vũ khí ta. Lấy ra. Lấy cái vũ khí ra được tay. Lúc đó là mình thêm 200 à. 200 đến 1200 đúng không? Đó. Lúc đó là khá được như vậy đúng rồi. Lúc đó là khá được 5200. À 5200, giờ phải mang cả vũ khí vô. Đúng rồi, khả tăng thêm 300 lực tây nè. Đâu có nói khả tăng thêm được 300 lực tây ấy. Cả vũ khí là 172, giữ lại một thêm 100 mấy chục đam nữa. Thì Khải lên được 5k rưỡi. À, thằng này lên sức đồ này là có thể là sẽ không thay đổi nữa nha nè. Sau khi trải nghiệm set hiệp cốt và sau khi cái này. Ôi, ở sức mang cái này nó. Anh em hiểu không đâu anh em. Ủa, what the hell? Có bị lag không vậy? À, hiểu rồi. Mang cái này được 172 đam nha nè. Đó, 172 đam. Rồi 172 đam. Bây giờ Khải sẽ tăng 298. Lấy cho nó là lên 5k rưỡi được tây. Lên được tây. Rồi. Nếu mà trải nghiệm không ổn thì tính sau nha mọi người. Hoặc là có thể tải tiệm kỹ năng để có thể đại sen cao lên. Nếu đại sen cao lên thì máu Khải chứ cũng khá là cao á. Này máu 8k6, không biết là trải nghiệm được hay không đây. Thì tầm này chỉ chủ yếu là vào đánh thiên bang với là đánh game mây thôi nè, chứ cũng không có áp đặt gì đánh nhiều nè. Còn nếu mây mây thì giết được 5 độc nè. Thì vì Khải đang đi liên đấu. Rồi, ok vậy. Này mang thêm phần kỹ năng nữa là ok. Này đánh tốt rồi. Lại Khải hạn chế, Khải quay đúng 2 dòng nè mày. Dòng bớ nguyện và dòng thanh âm thôi. 2 dòng thôi. Đỡ bị tránh bị delay á. Rồi, ok. Tổng đánh được là 68 thôi. Đang mua sơn hào 1 mà chưa có nè mày. Rồi, ok, sau khi trải nghiệm xong thì xong nhanh em. Bây giờ sẽ đồ kia thì Khải sẽ đưa vào đường môn. Có sự thay đổi tiếp theo. Cho anh em xem lại sẽ đồ lần nữa. Nón thủ lý 25, áo phục hồi 48, đỡ đạn móc 67 phục hồi. Móc khá tốt của những anh em chơi. Nếu anh em biết phục hồi càng cao thì hiệu ứng đưa skin của mình ra càng tốt nha nè. Giảm giật của những hiệu ứng của đối phương và tạo lại cái thời gian tạo ra skill của mình tốt hơn. Dừng kháng cả 15, bình sát nội công 172. Đại lưng nhẫn. Thì đại lưng với nhẫn này thì đặt thêm được mình khoảng
chắc chắn là đạt mốc 80 chúng độc rồi nè. Thêm 25 nữa nè. Còn nếu mà lên mình tăng theo kiểu kia thì nó sẽ lên được vài điểm nữa. Nói chung là ở cái điểm này Khả sẽ cố gắng lên skin sau. Mình đang ở cái mốc phục hồi đầu tiên thôi. 80 chậm. Rồi. Ok. Rồi. Ok anh em nha, xuống đẩy anh em ơi. Video này Khải sẽ up ngược lại kênh anh em xem rồi thì có thể đó là một lần hồ chơi nha. Sau một thời gian trải nghiệm hơn một tháng thì Khải cũng đã rút ra kinh nghiệm anh em ạ. Đam càng cao thì anh em ơi sẽ đánh càng tốt. Cho dù mình chỉ cần 85 chậm thôi. Đánh với con 165 chậm, mình vẫn có thể nhắc tay một cách bình thường anh em ạ. Đó. Nên là Khải nghĩ là luồng đam càng tốt thì mình đánh sẽ càng đâu. Thì mình đánh hai con em ơi như nhau thì mình sẽ có lợi thế hơn đó. Đó. Rồi ok, xuống đạo.